Hình ảnh con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung diện váy cưới, chuẩn bị lên xe hoa đã khiến cư dân mạng xôn xao. Tuyết Nhung khoe nhan sắc rạng ngời khi thử váy cưới. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Tuyết Nhung, con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ hình ảnh diện váy cưới kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý. Theo đó, Tuyết Nhung viết, chấn động chuyến này. Cả nhà thấy ok không ạ? Chúc cả nhà có ngày cuối tuần bình an nha. Bên cạnh những lời chúc phúc gửi đến con gái nuôi Phi Nhung, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự lo lắng khi Tuyết Nhung lên xe hoa ở độ tuổi còn khá trẻ. Con đường nghệ thuật vẫn chưa vững chắc. Trước điều này, Tuyết Nhung chia sẻ, nhiều cô chú anh chị chúc mừng em quá. Em cũng không ngờ tới luôn. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương em. Em hài lòng với những gì em đã và đang có và đang chọn, em nhất định sẽ hạnh phúc. Cả nhà yên tâm nha. Em chắc chắn sẽ cân bằng được giữa gia đình và sự nghiệp. Hiện thông tin con gái nuôi Phi Nhung chuẩn bị lên xe hoa vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Tuyết Nhung gặp nhiều khó khăn sau khi mẹ nuôi qua đời. Tuyết Nhung là một trong những người con nuôi được cố ca sĩ Phi Nhung nhận đỡ đầu, hỗ trợ cuộc sống lẫn con đường ca hát. Sau khi mẹ nuôi qua đời, Tuyết Nhung từng tâm sự việc đi hát của mình gặp nhiều khó khăn. May mắn sau đó, Tuyết Nhung được ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận làm con nuôi và hỗ trợ nhiều trong con đường nghệ thuật. Cô cũng thường xuyên xuất hiện cùng Mạnh Quỳnh trong các đêm nhạc. Đến hiện tại, Tuyết Nhung vẫn không ngừng nỗ lực, tập trung hết mình cho con đường nghệ thuật để có thể viết tiếp những điều còn dở dang của mẹ nuôi quá cố Phi Nhung.